Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, Quốc hội bắt đầu điều tra giám sát. Trong khi Quốc hội tiếp nhận ý kiến và kiến nghị mới về vụ Hồ Duy Hải thì một đại biểu Quốc hội cũng đề xuất Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải vào cuộc. Cùng lúc đó, trang kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải mới thành lập đã có 4.310 người ký tên đến trưa ngày 18 tháng 5 năm 2020. Cơ quan của Quốc hội đang xem xét vụ Hồ Duy Hải và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã cho biết như vậy khi phóng viên đặt câu hỏi về vụ án này. Đây là hình ảnh Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ở nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát liên quan đến vấn đề này do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu làm trưởng đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm Phó trưởng đoàn. Sau đó, Ủy ban Tư pháp đã có kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải, ông Phúc cho hay. Ông nói tiếp, quá trình cũng cho thấy gia đình Hồ Duy Hải đã liên tục khiếu nại, kêu oan. Dư luận trong nước và quốc tế cũng rất quan tâm. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu với cử tri, ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định các nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là đúng thẩm quyền và không sai luật. Ông nói, chắc chắn viện trưởng kháng nghị không sai luật và đúng thẩm quyền, viện trưởng cũng có báo cáo với cấp trên, các cấp có thẩm quyền để xem xét đúng pháp luật. Đây là trách nhiệm thực thi pháp luật. Đến giờ phút này, viện trưởng tin là mình đang làm đúng trách nhiệm của mình, ông Lê Minh Chí nói tại buổi tiếp xúc của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với cử tri quận 5, 10, 11 khi có 7/9 ý kiến đề cập đến quyết định của hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020. Một đại biểu Quốc hội khác là ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Tòa án Tối cao vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội vụ Hồ Duy Hải. Ông cũng đưa ra đề nghị cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào cuộc và điều tra vụ này theo thẩm quyền. Mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng hội đồng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Đương nhiên, bản chất của vụ án là giết người chứ không phải là do xét đánh chết người. Nhưng bản chất của cấu trúc tội phạm có thể sẽ làm thay đổi. Chính xác hơn, nếu hoạt động tư pháp tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật tố tụng, thực tiễn đã có những vụ án rất điển hình phải trả giá do vi phạm tố tụng như ngụy tạo chứng cứ, thiếu trách nhiệm, dắp tâm kết tội, đã làm điêu đứng cả nền tư pháp và làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước. Ông Nhưỡng đã nói như vậy. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng nêu vụ án này đã được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát. Qua đó, đại biểu Lê Thị Nga, hiện là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, chỉ ra một loạt các vấn đề cần phải làm rõ, cần phải thỏa mãn để khẳng định tính chính xác của việc kết án tử hình với Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh đại biểu Lê Thị Nga, hiện là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Bà là người lần đầu tiên đưa vụ án này ra trình bày tại Quốc hội vào ngày 20 tháng 3 năm 2015 và cho rằng có đủ 4 căn cứ để kháng nghị, đó là: thứ nhất, việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ. Thứ hai, kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Thứ ba, có sự vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng, trong điều tra, truy tố và xét xử. Thứ tư, có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Hiện tại, dư luận trong xã hội không đồng tình với phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao không phải để bênh vực mù quáng cho Hồ Duy Hải, mà là không đồng tình với cách tiến hành tố tụng thiếu công tâm, mang nặng định kiến và vi phạm những nguyên lý cơ bản về tội phạm học, tố tụng hình sự. Đặc biệt, càng nghe giải thích của các vị đại diện cho Tòa án Nhân dân Tối cao cũng như người được mời phỏng vấn phát biểu trên báo sau khi kết thúc phiên xử, dư luận càng bức xúc hơn vì đó là cách suy luận chủ quan, bất chấp quy định của pháp luật. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh như vậy. Cũng theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, xung quanh vụ việc này đang tồn tại một số vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất, dư luận rất dị nghị về việc ông Nguyễn Hòa Bình, người đã quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm với tư cách Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nay lại ngồi vào ghế chủ tọa xét xử kháng nghị giám đốc thẩm. Vì vậy, có thể và đã có kết quả chứng minh mang tính định kiến tư pháp vào quá trình điều tra và tiến hành xét xử. Quyết định không vô tư, thiếu khách quan, rõ ràng là vi phạm quy định tại Điều 21 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Thứ hai, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao đã không xem xét công tâm, khách quan, khoa học, đúng đắn với các vi phạm và tổ chức của cơ quan điều tra. Có thể nói, nhiều vấn đề ẩn khuất bị che lấp được dư luận nêu ra bức xúc trong suốt thời gian qua. Ví dụ như, thời gian thực hiện hành vi phạm tội không chính xác, thời điểm nạn nhân bị giết không được xác định, vi phạm trong việc thu giữ mẫu máu, vân tay, chưa xác định được lời kể của các nhân chứng quan trọng,
Nhưng qua 3 ngày làm việc, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao đã không thỏa mãn những điều xã hội đang quan tâm theo dõi, đặt ra để giải quyết về phương diện tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật tố tụng, có dấu hiệu vi phạm các điều 7, 8, 13, 15, 17 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, ông Lưu Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh. Thứ ba, quá trình xét xử, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao đã tự đặt ra một quyền năng trên cả luật do Quốc hội ban hành. Ông nói, tuyệt nhiên không có quy định nào cho phép Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao phán quyết về việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đúng hay không đúng pháp luật. Như vậy, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao đã tự cho mình áp đặt thêm quyền năng thứ bảy đứng trên luật pháp. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng cả về chính trị và pháp lý, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã cho biết. Và thứ tư, một số giải thích gần đây của hai vị phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là Nguyễn Chí Tuệ và Bùi Ngọc Hòa về những vấn đề xung quanh vụ án và quá trình xét xử càng bộc lộ rõ quan điểm không chuẩn định về thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, về vai trò của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, về tính độc lập của thẩm phán, nhất là về cách thu thập, đánh giá chứng cứ. Đây là hình ảnh chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bên trái và phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ bên phải trong phiên tòa giám đốc thẩm. Việc này càng làm tăng thêm sự hoài nghi, thiếu niềm tin đối với cơ quan xét xử cao nhất của nhà nước, pháp quyền Việt Nam. Có vẻ như không ai hiểu vụ án hơn Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu tên như vậy. Và vị đại biểu này cũng cho hay, qua một số thông tin cử tri thì đang có cuộc vận động chỉ đạo ngầm một số cơ quan báo chí viết bài ủng hộ của Tòa án Nhân dân tối cao, tìm cách hạn chế, cấm đoán đưa tin từ những người không đồng tình với Tòa án Nhân dân tối cao, thậm chí dựng chuyện chụp mũ đại biểu Quốc hội bị phản động lợi dụng nhằm mục đích bịt đường dư luận đang đòi hỏi tòa án phải tôn trọng và hành động vì công lý, xét xử đúng pháp luật. Người dân cũng nghi ngờ về tính đúng đắn vai trò của Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao với tư cách là người gác cửa cuối cùng của công lý và nền tư pháp, cho rằng phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, tiền lệ rất xấu, hậu quả khôn lường cho hoạt động tư pháp, trong khi theo hiến pháp lại đó là cơ quan xét xử cao nhất thực hiện quyền tư pháp. Ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục đưa ra những thông tin như vậy. Và ông cũng đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Ban Cán sự Đảng của Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo Ban Nội chính, Ban Bí thư, Bộ Chính trị chỉ đạo chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo Chủ tịch nước về vụ án nêu trên. Đồng thời đề nghị Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có báo cáo riêng việc Hồ Duy Hải tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, tổ chức thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội hoặc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với vụ án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử, giám đốc thẩm, tái thẩm gây bức xúc dư luận, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội trong thời gian vừa qua. Và tại Việt Nam đã ký nhiều kiến nghị về vụ Hồ Duy Hải vì trách nhiệm công dân. Đây là hình ảnh trang kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải thành lập từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến nay đã có 4.457 người ký tên. Một bản kiến nghị gửi cho các lãnh đạo cơ quan nhà nước cao nhất ở Việt Nam đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ngoài ra, nhóm ký tên kiến nghị yêu cầu Quốc hội Việt Nam lập ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại quá trình khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm hơn một tuần trước. Họ cũng đề nghị Quốc hội nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, Quốc hội tiến hành bãi nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các thành viên của Hội đồng Thẩm phán, bầu chánh án và phê chuẩn các thẩm phán mới. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên Đại học ở Hà Nội nói tiếp như sau. Vào năm 2014, trước tin Hồ Duy Hải sắp bị tử hình, tấm ảnh mẹ và em gái Hải khóc ngất trước cửa tòa đã làm nhiều người xúc động sâu sắc. Sau đó, vai trò và câu chuyện trên mạng, tôi và một số bạn bè đã rủ nhau kêu oan cho Hải. Lúc đó, việc nêu kiến nghị, tức là Pantheon, còn chưa phổ biến. Người Việt Nam mới biết đến hình thức này sau khi có một vị đại sứ của Anh hướng dẫn. Một người bạn của tôi đã thảo một thư gửi đến các tổ chức quốc tế như châu Âu, ân xá quốc tế. Sau đó, Chủ tịch nước nhiệm kỳ đã có ký hoãn án tử hình. Vì thế, lần này, sau phiên phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chúng tôi lại gặp nhau và rủ thêm một số bạn bè nữa cùng tham gia. Và ông nói tiếp, chúng tôi hy vọng với tư cách và cách lên tiếng ôn hòa này, các cấp có thẩm quyền có thể cứu xét lại trường hợp của Hải. Từ Hungary, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, chủ bút trang Nhịp cầu Thế giới cho đài BBC tiếng Anh,
biết rằng vì sao ông kiến nghị thư và ông ký vào đây. Trong vụ án Hồ Duy Hải, dư luận phản đối là vì bản án được đưa ra không thuyết phục trên nền tảng những thủ tục tố tụng bị vi phạm ở mức trầm trọng, từ giai đoạn đầu điều tra tới xét xử ở các cấp quyền con người của bị cáo không được tôn trọng. Cá nhân tôi không đánh giá bị cáo có phải là thủ phạm trong thực tế hay không, nhưng tôi muốn bị cáo có một phiên xử đúng luật pháp. Trước câu hỏi, nếu dư luận tác động liên tục thì các thẩm phán, quan tòa thì có tạo áp lực và tính bất thiên vị của tư pháp hay không? Nhìn vào kinh nghiệm các nước châu Âu, nhà báo hiện sống tại Budapest cũng nói tiếp như sau. Các thẩm phán Việt Nam cần được độc lập trong phán quyết của mình, nhưng họ cũng phải làm đúng luật và ý kiến của công luận phần nào có thể là áp lực để buộc họ phải lưu ý hơn về điều đó. Và họ cũng cần phải quen với việc mọi quyết định của họ đều nằm dưới sự giám sát và phản biện của người dân. Và hãy tập trung làm đúng việc, thể hiện mình qua công việc, chứ đừng hơn thua với người dân. Và trước câu hỏi những người đã ký và mong muốn hy vọng điều gì, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết, tất cả nhóm chúng tôi không ai biết Hồ Duy Hải hay gia đình Hải. Chúng tôi ký chỉ vì thấy bản án chưa thuyết phục. Vụ xử này đã được rất nhiều cơ quan truyền thông cả trong và ngoài nước quan tâm. Cá nhân tôi đã đọc các bài tường thuật phiên tòa của nhiều tờ báo. Không thấy tòa án được đưa ra được bằng chứng nào mới, nhưng tòa vẫn kết án và bác mọi luận cứ của luật sư mà không giải thích gì. Và việc cử ra một chánh án chính là người đã bác đơn kháng nghị của luật sư của Hải trước đó thật không thuyết phục gì. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên giám đốc Trung tâm Khoa học và Tư liệu Giáo khoa Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Ông Tâm nói trên tạp chí Tòa án Nhân dân rằng vụ Hồ Duy Hải đã bị các thế lực chính trị cơ hội lợi dụng và rằng có làn sóng thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chế độ của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Chúng tôi mong muốn bản án của Hải được xem xét lại và Hải có được một phiên tòa thuyết phục hơn, bà Hoàng Ánh nói tiếp. Cho đến trưa ngày 18 tháng 5, giờ Việt Nam, trang kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải đã có 4.310 người ký tên. Ngoài số trí thức, công dân ở Việt Nam còn có một số không nhỏ người Việt sống và làm việc ở các nước ngoài như Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Séc, Ba Lan, Thụy Điển, Anh, Ukraine, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Philippines, Singapore và nhiều nước khác. Tiến sĩ Đào Nguyên Thắng, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, hiện sống ở Berlin, nêu cái nhìn của người ký tên và kiến nghị thư từ Đức, quốc gia nổi tiếng về hệ thống pháp quyền của châu Âu như sau. Theo tôi và tôi nghĩ, nhiều người chia sẻ quan điểm này với tôi, hệ thống tư pháp của Việt Nam không có một vị trí đủ độc lập cần thiết, bên cạnh việc thiếu một cơ chế giám sát đủ mạnh để đảm bảo các phán quyết của hệ thống tòa là khách quan và khoa học. Ví dụ, rất khó để một ông thẩm phán ở một tòa án cấp tỉnh hoặc thành phố triệu tập ông bí thư tỉnh ủy hoặc thành ủy đến tòa với tư cách đương sự của một vụ án nào đó nếu không có sự chỉ đạo từ cấp quản lý ông bí thư tỉnh ủy. Và trong những vụ án như vậy, sự mạnh yếu của đương sự có thể không phụ thuộc vào các lý lẽ pháp lý mà phụ thuộc vào địa vị xã hội của họ. Những người kiến nghị nói họ không đặt vấn đề Hồ Duy Hải phạm tội hay không, mà muốn qua đây, hệ thống tư pháp và bộ máy chính trị của Việt Nam phải nhìn nhận nhu cầu cải cách. Tiến sĩ Dương Tú, hiện làm việc tại bang ở Indiana, Hoa Kỳ, một người đã có ý kiến nghị và cho đài BBC ở London biết như sau. Tôi không dám khẳng định Hồ Duy Hải vô tội hay có tội, nhưng anh ta có quyền được xét xử công bằng và xứng đáng được hưởng công lý. Đây là hình ảnh Hồ Duy Hải khi còn trẻ, phía sau là em gái. Công lý ở đây không phải là chuyện đòi hỏi Hồ Duy Hải đã nhất quyết được xử tội vô tội, mà cần hiểu đó là quá trình xét xử phải đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của bị cáo. Các cơ quan bảo vệ pháp luật không thể thuyết phục được ai bằng cách tuyên tử hình một người khi những sai phạm tố tụng nghiêm trọng chưa được khắc phục, có thể dẫn đến một phán quyết oan sai không thể sửa chữa. Ông Dương Tú đã nêu ra một vấn đề mà nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài đang quan tâm. Vụ án này không chỉ liên quan đến mạng sống của một con người, mà còn là bộ mặt danh dự của cả nền tư pháp. Việt Nam hiện nay không còn là một nước quá lạc hậu và kém phát triển mà đã có vị thế nhất định, là đối tác của nhiều nước trên thế giới. Nếu không xây dựng và phát huy được một nền tư pháp trong nước lành mạnh, tiến bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, sẽ rất khó khi Việt Nam phải đối mặt với những vụ kiện do tranh chấp chủ quyền hay kinh tế với các quốc gia khác. Tôi không có quan hệ cá nhân gì với Hồ Duy Hải. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như anh ta. Nhưng tôi tin rằng thứ gắn kết của những người không có mối quan hệ máu mủ lại với nhau trong một đất nước, thứ làm nên sức mạnh và sự thịnh vượng của một quốc gia không phải là giới hạn lãnh thổ hay chủ nghĩa dân tộc,
mà đó là giá trị văn minh phổ quát như công lý, pháp quyền, bình đẳng, dân chủ và tự do. Theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, Việt Nam đang trong quá trình cải cách, dù chưa đạt được nhiều kết quả thuyết phục, nhưng sai sót là không tránh khỏi. Và chúng tôi mong muốn đóng góp một cách ôn hòa, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách này. Bà cho biết kiến nghị này được gửi đến cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các cơ quan đại diện Liên Hợp Quốc, châu Âu và đại sứ nhiều nước ở Việt Nam. Vì thư mới được gửi cuối tuần trước cho nên tới nay chúng tôi chưa nhận được hồi âm nào. Chúng tôi thật lòng mong muốn những người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước và cả những cơ quan nước ngoài sẽ có câu trả lời tích cực cho chúng tôi để thể hiện sự lắng nghe và cầu thị với những công dân muốn thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, Quốc hội bắt đầu điều tra, giám sát. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.